tại sao lại nói rằng trái đất dường như đã được cố ý đặt chính xác ở vị trí này? Chỉ cần sai lệch một chút thôi, có lẽ chúng ta đã không tồn tại. Để bạn có thể cảm nhận rõ hơn, tiếp theo tôi sẽ ném bạn ra khỏi phi thuyền để trải nghiệm những hành tinh di trú ngoài trái đất, nhìn thì đẹp đẽ nhưng thực chất đầy kinh hoàng. Lúc đó, bạn sẽ hiểu được trái đất thật sự quý giá và hiếm có đến mức nào trong vũ trụ này. Trước hết, chúng ta sẽ đến Proxima Centauri, ngôi sao gần trái đất nhất, cũng chính là quê hương của người tam thể trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trong đó, hành tinh Proxima Centauri B có khối lượng gần như tương đương trái đất, và quỹ đạo của nó cũng nằm trong vùng có thể ở được quanh ngôi sao chủ. Nếu xét trên quy mô vũ trụ, nếu con người thật sự bắt đầu hành trình du hành giữa các vì sao, thì Proxima Centauri B hẳn sẽ là điểm đến đầu tiên. Nhưng khoảng cách gần không đồng nghĩa với việc nó thân thiện. Dưới bầu trời đỏ nhạt u ám, bề mặt của Proxima Centauri B trông yên tĩnh nhưng lại rợn người. Khi bạn đứng trên vùng đồng hoàng vắng lặng này, hãy luôn sẵn sàng đối mặt với những cơn bão sao dữ dội. Mức năng lượng của chúng có thể mạnh gấp 100 lần mặt trời. Ngay cả khi bạn mặc bộ đồ phi hành có khả năng chống bức xạ, nó vẫn hoàn toàn không đủ để bảo vệ bạn khỏi thảm họa đến từ các vết lóe sao khủng khiếp đó. Tệ hơn nữa là, qua quá trình quan sát, các nhà khoa học phát hiện rằng những vụ lóe sao này không phải hiện tượng ngẫu nhiên, mà là một trạng thái thường xuyên. Trong những trận bão sao lặp đi lặp lại như vậy, khí quyển của Proxima Centauri B có thể đã bị thổi bay hoàn toàn, không thể chống đỡ nổi sức mạnh của vũ trụ. Sự sống tại đây sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi. Đồng thời, các nhà khoa học còn phát hiện hành tinh này rất có thể đã bị khóa thủy triều, gây ra những luồng đối lưu khí quyển cực mạnh, tạo nên những cơn gió dữ với vận tốc gần 100 km/h. Nếu chẳng may một tảng đá va trúng và xuyên thủng bộ đồ phi hành của bạn, bạn thậm chí còn chưa kịp tìm thấy người tam thể đã phải bỏ mạng. Hành tinh được cho là ngôi nhà mới gần nhất với trái đất, thực chất chỉ là một cái bẫy chết người. Ngay cả những hành tinh trông rất giống trái đất, thực ra cũng vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như Kepler-22b, hành tinh được mệnh danh là trái đất thứ hai. Bán kính của nó gấp 2,1 lần trái đất và khối lượng khoảng gấp 9 lần. Nó chỉ cách chúng ta 600 năm ánh sáng. Do nằm trong vùng có thể ở được quanh ngôi sao mẹ, nó có khả năng tồn tại nước ở dạng lỏng. Thoạt nhìn, điều đó thật hấp dẫn, nhưng sự thật thì không hề như vậy. Các nhà khoa học nhận thấy nơi đó có thể có tầng khí quyển rất dày và điều đó khiến chuyến đi của bạn trở nên cực kỳ nguy hiểm. Máy dò cho thấy áp suất và hàm lượng oxy ở đây cao hơn trái đất rất nhiều. Ngay khi vừa đặt chân xuống, bạn sẽ cảm thấy một sức nặng khủng khiếp kéo bạn gục xuống mặt đất. Mỗi bước đi đều phải tốn gấp đôi sức lực. Chẳng bao lâu sau, lượng oxy quá cao tràn vào hệ tuần hoàn cơ thể. Ban đầu bạn sẽ cảm thấy phấn khích trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, tầm nhìn dần mờ đi và cơ thể bắt đầu co giật. Đó chính là chứng tăng oxy, hay còn gọi là ngộ độc oxy cấp tính. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhịp tim của bạn tăng vọt không kiểm soát và hệ tim mạch sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng, bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần bị nuốt chửng trong tuyệt vọng. Trải nghiệm của bạn khiến tôi nhận ra rằng, ngay cả những hành tinh được giới khoa học kỳ vọng cũng có thể là vùng đất chết chóc. Dù quỹ đạo có hoàn hảo đến đâu, dù không khí có thể hít thở, cũng không có nghĩa đó là nơi an toàn. Có những hành tinh mà mối đe dọa không đến từ không khí hay trọng lực, mà đến từ chính ngôi sao mẹ của nó. Khi chúng ta tiến vào hệ sao TRAPPIST-1, bạn sẽ thấy 7 hành tinh đá xếp sát nhau quanh ngôi sao mẹ. Trong đó, TRAPPIST-1d nằm trong vùng có thể ở được. Kích thước của nó thậm chí còn nhỏ hơn sao Hỏa, và nó quay rất gần ngôi sao mẹ, chỉ mất 4 ngày để hoàn thành một vòng quay. Mặc dù bạn có thể nhìn thấy tận mắt 6 hành tinh khác lơ lửng trên bầu trời đêm, nhưng lực thủy triều khổng lồ sẽ khiến mặt đất dưới chân bạn bất ngờ biến dạng. Mặt đất nứt toác, bụi và khí phun trào lên không trung, đá vụn bắn tung tóe như mảnh đạn, dễ dàng phá hủy bất kỳ nơi trú ẩn nào không được gia cố. Ngay sau đó, những vết lóe sao khổng lồ bùng nổ ngay phía trên đầu bạn. Tia cực tím và tia X chói lòa khiến đường chân trời biến thành một dải sáng rực lửa. Bởi vì TRAPPIST-1d quay quanh một ngôi sao lùm đỏ hoạt động, những vụ lóe sao và bão sao khốc liệt không ngừng thiêu đốt các hành tinh xung quanh. Còn bạn bị phơi nhiễm trực tiếp trong bức xạ sẽ nhanh chóng ngất đi vì hội chứng nhiễm xạ cấp tính. Theo dữ liệu của các nhà khoa học, TRAPPIST-1d rất có thể cũng đã bị khóa thủy triều. Một mặt của nó luôn hướng về ngôi sao, nóng bỏng và khô cằn, trong khi mặt kia vĩnh viễn chìm trong bóng tối, lạnh giá thấu xương. Để sinh tồn,
bạn chỉ còn cách chạy theo ranh giới giữa ngày và đêm, vùng hẹp duy nhất có thể dung chứa sự sống. Chỉ cần lạc một bước nhỏ, cái chết sẽ cận kề ngay trước mắt. Kết luận đã quá rõ ràng. Trên hành tinh được cho là ứng cử viên thuộc địa tiềm năng này, dù nhiệt độ có thích hợp cho nước lỏng tồn tại thì môi trường vẫn hoàn toàn không thân thiện. Nhưng không phải mọi mối đe dọa đều rõ ràng như động đất hay các vụ lòe sao. Ngay cả một hành tinh giống trái đất trông có vẻ yên bình cũng có thể ẩn giấu những nguy hiểm vô hình. Tiếp theo, chúng ta đến Kepler-186f, cách trái đất 492 năm ánh sáng. Đây là ngoại hành tinh hiện được xem là giống trái đất nhất. Cả kích thước lẫn nhiệt độ đều gần tương đồng với trái đất. Đến mức vừa đặt chân xuống, bạn thấy trọng lực bình thường, ánh sáng thì ấm áp, và xung quanh có thể còn là những khu rừng rậm rạp mang lại cho bạn một cảm giác rất quen thuộc, rất an toàn. Ngay lúc bạn nôn nóng muốn cởi mũ ra để hít một hơi không khí ngoài hành tinh, bạn lại phát hiện mình đã mắc một sai lầm chí mạng. Qua quan sát bằng kính thiên văn, dù ngoại hành tinh này nằm trong vùng có thể ở được, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Theo các mô hình khí quyển cho thấy, nồng độ CO2 ở đó có thể cao đến mức con người không thể chịu đựng. Ngoài ra còn có vi lượng các khí như SO2 hoặc NH3 gây kích ứng phổi. Ngay cả khi ở đó có sự sống, thì có lẽ cũng chỉ là những loài thực vật mang bào tử độc. Hơn nữa, núi lửa phun trào hoặc hơi khoáng bốc lên có thể gây ra những cơn mưa axit cực mạnh, chỉ cần vô tình rơi trúng người cũng đủ làm bỏng rát da. Dẫu bạn có chạy thục mạng để né tránh cũng khó thoát nạn, thậm chí còn chưa kịp leo trở lại phi thuyền. Cho đến lúc này, những nơi chúng ta đặt chân tới đều nằm cách trái đất hàng chục đến hàng trăm năm ánh sáng. Vậy gần trái đất liệu có ngôi nhà tiềm năng nào cho loài người không? Thực ra trong hệ mặt trời có hai hành tinh từng được xem là thuộc địa tiềm năng, Europa và Enceladus. Chúng đều bị bao phủ bởi những lớp băng dày, bên dưới là đại dương ở trạng thái lỏng. Người ta vẫn nói, nơi nào có nước, nơi đó đáng để khám phá. Nhưng khi các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn, họ phát hiện rằng ở đó tồn tại mức nhiệt chết người là âm 159 độ C, da lộ ra ngoài có thể bị đóng băng chỉ trong vài giây. Đồng thời, từ trường của sao thổ và sao mộc giữ lại những đai bức xạ cực mạnh, không ngừng nã vào các vệ tinh xung quanh chúng. Trong chớp mắt, bạn sẽ hấp thụ liều bức xạ chí mạng. Đến cả cơ hội thám hiểm đại dương khổng lồ bên dưới lớp băng cũng không có, và chuyến mạo hiểm chết người lần này của bạn đến đây là kết thúc. Mỗi lần nhiệm vụ khép lại đều chứng minh cùng một điều, rằng trên quy mô bao la của vũ trụ, sự sống thật mong manh và đầy ngẫu nhiên. Khi chúng ta ngước nhìn bầu trời sao, rốt cuộc là để tìm một mái nhà mới hay để nhìn rõ chính mình hơn? Có lẽ đích đến của hành trình khám phá không phải là tìm trái đất tiếp theo, mà là học cách gìn giữ hành tinh xanh nhiệm màu mà chúng ta đang có lúc này. Khung cảnh bạn đang nhìn thấy lúc này chính là hình ảnh thật của trái đất. Đây là những thước phim quý giá được ghi lại từ khoảng cách 380.000 km trên quỹ đạo mặt trăng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử loài người được nhìn thấy toàn cảnh trái đất từ góc nhìn vũ trụ. Trên hành tinh xanh có đường kính khoảng 12.742 km này, không chỉ có gia đình, bạn bè và mọi điều quen thuộc của chúng ta sinh sống, mà đây còn là hành tinh duy nhất được biết đến cho đến nay có thể nuôi dưỡng sự sống. Dù trong mắt con người, trái đất đã là một thế giới khổng lồ, nhưng khi rời khỏi phạm vi hấp dẫn của nó và quan sát từ góc nhìn của hệ mặt trời, ta mới nhận ra trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ bé, như hạt bụi giữa vũ trụ bao la. Năm 2017, khi tàu thăm dò Cassini đi qua khe hở giữa các vòng của sao thổ, nó đã chụp được bức ảnh trái đất ở khoảng cách 1,4 tỷ km. Nếu tôi không nói, có lẽ bạn khó mà tin rằng chấm sáng nhỏ bé trong bức hình kia chính là trái đất của chúng ta. Khi phóng to bức ảnh, ta còn có thể thấy một điểm sáng nhỏ khác, đó chính là mặt trăng. Chúng cùng nhau tạo thành hệ trái đất, mặt trăng của nhân loại. Bức ảnh nổi tiếng, điểm xanh nhạt này được chụp bởi tàu Voyager 1 từ khoảng cách 6,4 tỷ km so với trái đất. Trong đó, trái đất chỉ là một chấm sáng nhỏ 0,12 pixel. Thật khó để tưởng tượng rằng, chính hành tinh đã nuôi dưỡng vô số sự sống và chứa đựng mọi ước mơ của chúng ta, lại nhỏ bé đến mức hầu như vô nghĩa giữa vũ trụ vô tận. Nếu không có sự tồn tại của loài người, có lẽ hạt bụi vũ trụ này sẽ không bao giờ được chú ý tới. Cho đến ngày nay, tàu Voyager 1 vẫn đang di chuyển vào sâu trong không gian với tốc độ 17 km mỗi giây. Dù đã rời trái đất khoảng 24,6 tỷ km, nhưng để vượt ra ngoài ranh giới hệ mặt trời có bán kính một năm ánh sáng, nó sẽ cần ít nhất 17.600 năm nữa.
Tuy nhiên, khi rời khỏi hệ mặt trời, ta sẽ nhận ra rằng thứ mà con người từng cho là khổng lồ ấy thực chất chỉ là một hệ sao nhỏ trong vũ trụ bao la. Bởi chỉ trong phạm vi vài nghìn năm ánh sáng quanh chúng ta đã có hàng chục tỷ ngôi sao giống như mặt trời, thậm chí có những ngôi sao lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. So với trái đất có đường kính 12.742 km, mặt trời có thể chứa được tới 1.300.000 trái đất, quả là khổng lồ. Nhưng ở khoảng cách 20.000 năm ánh sáng, tồn tại một ngôi sao siêu khổng lồ đỏ tên là Stephenson 218, có đường kính khoảng 3 tỷ km, có thể chứa được 10 tỷ mặt trời hoặc 13 triệu tỷ trái đất. Nhưng ngay cả như vậy, trong dải ngân hà có đường kính 100.000 năm ánh sáng, nó cũng chỉ là một trong hàng trăm tỷ ngôi sao khác. Ước tính dải ngân hà chứa ít nhất 400 tỷ ngôi sao, và mặt trời chỉ là một ngôi sao rất bình thường trong số đó. Ngay cả một dải ngân hà khổng lồ như vậy cũng nhỏ bé như hạt bụi trong vũ trụ bao la, bởi vì phía trên dải ngân hà còn có một cấu trúc lớn hơn là nhóm địa phương, bao gồm hơn 50 thiên hà với đường kính lên tới 10 triệu năm ánh sáng. Và nhóm địa phương này chỉ là một phần của cụm thiên hà xứ nữ. Đây là một vùng không gian khổng lồ có đường kính hơn 110 triệu năm ánh sáng, bên trong đó chứa hơn 2.000 thiên hà. Và xa hơn nữa là siêu cụm thiên hà Laniakea, với đường kính khủng khiếp lên đến 520 triệu năm ánh sáng, bên trong nó có ít nhất 100.000 thiên hà. Dải ngân hà của chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trong đó mà thôi. Khi chúng ta tưởng rằng siêu cụm Laniakea là cấu trúc lớn nhất trong vũ trụ, thì một cấu trúc khổng lồ khác lại hiện ra trước mắt. Chiều dài cực đại của nó lên tới đáng kinh ngạc là 10 tỷ năm ánh sáng, gần như chiếm 1 phần 10 toàn bộ vũ trụ quan sát được. Đó chính là bức tường Coma Berenices, cấu trúc đơn lẻ lớn nhất trong vũ trụ mà loài người từng biết đến. Số lượng thiên hà bên trong nhiều đến mức không thể đếm xuể. Đến quy mô này, vũ trụ không còn được sắp xếp theo từng thiên hà riêng lẻ nữa. Hàng triệu thiên hà, dưới tác động của năng lượng tối, liên kết lại thành một mạng lưới khổng lồ rạng sợi trong không gian. Mỗi siêu cụm thiên hà chính là một nút trong tấm lưới khổng lồ này. Giữa các nút ấy là những khoảng trống của vũ trụ, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Và cho đến ranh giới của vũ trụ quan sát được, nó nằm cách trái đất khoảng 46,5 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là, ngay cả ánh sáng, thứ có thể đi 7 vòng quanh trái đất chỉ trong một giây, cũng cần đến 46,5 tỷ năm để tới được đó. Nhưng đó vẫn chưa phải là ranh giới thật của vũ trụ. Đó chỉ là giới hạn mà con người hiện nay có thể quan sát được. Theo các giả thuyết khoa học hiện có, toàn bộ vũ trụ thực sự có thể rộng ít nhất gấp 250 lần phần vũ trụ quan sát được. Và nó đang trong trạng thái giãn nở kỳ lạ, vượt quá cả tốc độ ánh sáng. Ngay cả khi chúng ta có con tàu bay với vận tốc ánh sáng, ta cũng chỉ có thể bay mãi mãi mà không bao giờ chạm tới biên giới thực sự của vũ trụ. Và đến lúc này, ta mới nhận ra, trong vũ trụ bao la ấy, hành tinh xanh diệu kỳ, ngôi nhà duy nhất của nhân loại lại nhỏ bé đến nhường nào, nhưng cũng thật tuyệt đẹp. Nó không chỉ là nơi khởi đầu của câu chuyện nhân loại, mà còn là chốn quê hương vĩnh hằng của con người. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.